Thì cho con hỏi hiện tượng tẩu hỏa nhập ma khi ngồi thiền là gì và nguyên nhân do đâu? Đối với người đi thiền thì hiện tượng này có xảy ra không? Và cách để phòng ngừa chuyện tai hại này xảy ra là gì? Thưa quý vị, khi mà chúng ta hành thiền là chúng ta sử dụng cái tưởng, chúng ta làm việc trên tưởng. Cho nên nếu như mà chúng ta thực hành cái phương pháp đúng ấy, thì chúng ta có cái tưởng chính xác. Nhờ như vậy đó, chúng ta sẽ có sự tăng tiến trên cái con đường phát triển cái tâm. Nhưng nếu như mà chúng ta thực hành một cách sai lầm, cũng là cái tưởng đó, nhưng mà chúng ta sẽ tưởng nhiều cái cảnh giới nó kỳ lạ lắm, nhưng mà hoàn toàn nó không có thật, nó là do sự tưởng tượng của mình. Mà chúng ta tưởng là chúng ta cho rằng là chúng ta chứng đắc cái gì đó và chúng ta tin theo nó, và thay vì đó chúng ta phát triển cái nội tâm để đi theo đúng con đường giới định tuệ, thì chúng ta lại phát triển cái nội tâm theo con đường ảo tưởng. Cho nên nó mới dẫn đến cái trường hợp gọi là tẩu hỏa nhập ma. Tức là xin lấy ví dụ đi. Nếu như chúng ta thực hành địa mục Kasina trắng, thì chúng ta chỉ nhìn vào cái màu trắng đó thôi, và chúng ta niệm trắng, 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 trắng. Và cái tưởng của chúng ta đó, chúng ta sử dụng cái tưởng để chúng ta tái lập cái Kasina trắng ở trong tâm của chúng ta, và chúng ta vẫn tiếp tục tập trung vào cái Kasina trắng đó. Và như vậy đó, cái tâm của chúng ta đó, ngoài cái Kasina trắng ra, nó không còn một cái hình ảnh nào khác. Nhờ như vậy chúng ta có thể phát triển định tâm và đi đến cái việc chứng thiền. Nhưng mà có nhiều người họ lại không tập trung vào cái Kasina trắng, xin lấy ví dụ, mà khi họ ngồi họ không biết cách thành thiền, họ ngồi họ bắt đầu họ tưởng tượng là ra một cái hình ảnh ma quỷ nào đó. Thì do cái sức tưởng tượng của họ mà khi họ tập trung nhiều vào nó đó, dần dần cái hình ảnh ví dụ như hình ảnh ma quỷ đó, nó sẽ dần nó rõ ràng hơn. Nhưng mà nên nhớ, nó đều hoàn toàn là do họ tưởng tượng mà ra. Và khi mà cái tâm của họ đó, cái sức tưởng đó nó mạnh đến một cái mức độ nhất định nào đó, thì họ sẽ tin rằng thật sự là mình thấy những cái hàng phi nhân. Nhưng thực tế không phải như vậy. Tình trạng này thì sư thấy nhiều. Có người đó, họ nghe quá nhiều về việc nhìn thấy hào quang, cho nên là họ dùng cái tưởng của họ đó, họ bị kẹt và họ thấy là ai cũng có hào quang hết. Và đó là một điều hết sức nguy hiểm, khi mà họ không biết được rằng ấy, đó là cái tưởng của họ tạo ra. Mà vì sao thầy sư dám khẳng định như vậy? Bởi vì có lần ấy, họ nói rằng họ thấy một người mà giống như là có thần thông, rồi có cái định, rồi có khả năng là áp chế họ, bùa phép, rồi xuất hồn này nọ đó. Nhưng mà sư biết rõ cái con người này đó, giới không có, định không có, tuệ không có, họ là người lạc vô nhân. Cái người mà họ tưởng tượng á, tức là khi họ ngồi đó, họ hành thiền ấy, họ tưởng tượng là con người đó là một con người nó có năng lực thiền định ghê lắm. Nhưng mà sư thừa sức biết cái con người kia là cái người lạc vô nhân. Thì cái người lạc vô nhân đó làm sao chứng thiền, làm sao có thần thông, và thậm chí giới hạnh của người đó cũng bị ô nhiễm.
Mà khi mà mình tưởng tượng như vậy, mình tưởng tượng con người đó là tu tập là có thần thông là cũng ghê gớm lắm, và mình tưởng tượng rất là nhiều. Và kể lại với sư, sư nói anh coi chừng cái tưởng của anh nó đi sai rồi, nhưng mà nếu như anh không chịu bỏ cái anh không chịu bỏ đó thì anh càng đi anh càng sai. Và sư còn biết nữa, cái con người này là người lạc vô nhân, mà người lạc vô nhân thì không thể nào chứng thiền, mà không chứng thiền thần thông đâu ra để mà họ có thể họ thấy cái này thấy cái kia. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận trong cái việc hành thiền. Nếu như cái tưởng chúng ta nó đặt đúng chỗ thì chúng ta sẽ tập trung vào cái đề mục thiền và chúng ta đi đến các cái trạng thái thiền thâm sâu hơn. Nhưng nếu như chúng ta đi sai đường, chúng ta sẽ thay vì chúng ta tập trung tâm như vậy thì chúng ta lại bắt đầu tưởng tượng ra những cảnh giới nọ kia, và chúng ta tưởng rằng chúng ta có sự chứng đắc thiền. Có rất nhiều người họ nghĩ rằng họ chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng mà khi họ nói ra đó, sư nghe là sư biết là họ tưởng tượng, họ thực tế họ không chứng được tới đó. Nhưng mà không biết là cái người hướng dẫn hoặc là bạn bè nhồi nhét vào đầu họ như thế nào, họ nghĩ là họ chứng thiền. Đấy. Thành ra đó, dù cho quý vị ngồi thiền hay đi thiền là đều dính như thường. Còn cái cách gì để mà phòng ngừa đó, chỉ có một cách, đó là thực hành thiền theo sự hướng dẫn của một vị thầy đúng đắn. Khi mà quý vị được sự hướng dẫn đúng đắn, quý vị thực hành một cách đúng đắn, quý vị có sự uốn nắn một cách đúng đắn thì quý vị sẽ tránh được những cái trường hợp này. Nhưng mà nên nhớ trách nhiệm của vị thầy đó là sẽ chỉ cho quý vị thấy cái chỗ quý vị đã sai khi mà quý vị tự tin nhất. Có nghĩa là khi chúng ta tự tin là chúng ta đúng, nhưng mà rõ ràng chúng ta sai, thì trách nhiệm vị thầy đó là chỉ chỗ cho chúng ta sai và chúng ta phải có sự tin tưởng. Còn nếu không thì chúng ta đi lạc. Tôi đã gặp vài người như vậy. Họ nghĩ rằng họ đúng, họ tin là họ đúng, nhưng thực tế họ sai. Và khi sư nói họ không tin thì thôi, khi mà không tin thì sư không nói nữa. Đấy, thành ra đây là cái cách ha, mà sư chia sẻ cho quý vị.